Và đến với chương trình con số mỗi ngày của bản tin sáng nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến con số 90 triệu đồng. Đây là mức giá giảm trung bình của xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 5 năm 2017. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, thì từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 4.700 ô tô với trị giá hơn 98 triệu đô la. Tính ra, giá trung bình khai báo hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 5 là hơn 20.800 đô la, tương đương với khoảng 470 triệu đồng một xe. Như vậy thì giá xe nhập khẩu trong tháng 5 đã giảm khoảng 90 triệu đồng một xe so với giá xe của tháng 4 năm 2017. Trước đó theo số liệu của cơ quan hải quan nhập khẩu thì tính chung 4 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu ô tô vào Việt Nam đạt hơn 33.000 chiếc, giá trị hơn 663 triệu đô la, trong đó thì chiếm 54% là xe từ các nước ASEAN cụ thể là Thái Lan và Indonesia do thuế xuất nhập khẩu ô tô dưới chính chỗ từ ASEAN ở mức chỉ 30% nghĩa là bằng một nửa so với thuế nhập khẩu từ các nước khác ngoài khối.